Kỳ Duyên rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn tuyệt vời. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. 24 giờ qua có những tin tức nào nổi bật? Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết. Một số đối tượng xấu đang cố tình làm rối loạn dư luận về Trần Đức Đô. Quý vị thân mến, chia sẻ với báo chí, Đại tá Nguyễn Xuân Thình, trưởng phòng tuyên huấn quân khu 1 Bộ Quốc phòng cho biết, khi người thân đến bệnh viện thấy thi thể có nhiều thương tích, họ chụp ảnh, quay clip phát tán lên mạng xã hội. Chỉ sau vài giờ, hình ảnh clip đã lan truyền chóng mặt. Một số đối tượng xấu tải về tiếp tục đăng trên các trang khác nhằm xuyên tạc, chống phá, làm rối loạn dư luận. Đặc biệt vào đêm 29 tháng 9, tại Bắc Ninh đã xuất hiện một nhóm người, chủ yếu là thanh niên cầm di ảnh, đứng ra đường chặn ô tô của công an, y tế và lực lượng quân sự, sau đó livestream gây rối. Tôi nghĩ rằng một người dân bình thường họ sẽ không làm thế, đã có thế lực nào đó họ làm nhằm mục đích câu view, kích động, làm giảm niềm tin, ông Thình nói. Khởi tố vụ bé trai 11 tháng tuổi ở Thái Bình bị cô giáo nhét rẻ vào miệng. Kính thưa quý vị, đại diện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hành hạ người khác xảy ra ngày 6 tháng 4 năm 2021 tại trường mầm non Sa Việt. Cụ thể, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hành hạ người khác quy định tại điều 140 Bộ luật hình sự, xảy ra ngày 6 tháng 4 tại trường mầm non Sa Việt, địa chỉ tại số nhà 56 đường Trần Thủ Độ, tổ 8, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình. Hiện công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình tập trung điều tra làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật. Trước đó như đã đưa tin, anh HVQ, 35 tuổi, trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, đăng tải clip trên mạng xã hội Facebook tố cáo việc con trai HNN bị bạo hành khi học ở mầm non tư thục Sa Việt, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình. Trong đoạn clip xuất hiện hình ảnh cháu bé bị một cô gái trẻ dùng chân đè lên người, ngăn không cho dãy khóc và miệng bị nhét rẻ. Theo chia sẻ của gia đình, cách đây khoảng 3 tháng, do gia đình neo người nên vợ chồng anh gửi con trai vào lớp mầm non tư thục Sa Việt. Khi đó cháu N được khoảng 11 tháng tuổi. Thời gian đầu học ở trên lớp không có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên thời gian sau, gia đình thấy cháu có biểu hiện lạ, đêm ngủ hay bị giật mình tỉnh giấc, hoảng loạn chạy quanh giường khóc. Đáng chú ý, gia đình anh Quy chỉ biết sự việc khi một cô giáo khác làm việc tại lớp mầm non tư thục Sa Việt. Hiện cô này đã nghỉ việc, quay lại bằng điện thoại cá nhân và gửi cho gia đình. Liên quan đến sự việc trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Tiền Phong tạm đình chỉ cơ sở mầm non Sa Việt, chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm hành vi nói trên. Thành phố Thái Bình giao cho các cơ quan chức năng và phường Bồ Xuyên, nơi gia đình cháu bé đang cư trú, hỗ trợ, trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền lợi của cháu và thăm hỏi, động viên gia đình và cháu bé. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình phối hợp với các đơn vị chức năng thành phố khẩn trương xác minh, báo cáo vụ việc về Bộ và có hình thức xử lý nghiêm. Nữ dược sĩ Bệnh viện Chợ Giấy tử vong sau khi tiêm phòng COVID-19 mũi 2. Kính thưa quý vị, Giám đốc Bệnh viện Chợ Giấy xác nhận nữ nhân viên làm ở khoa dược của bệnh viện, ngụ ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, đã tử vong vào tối ngày 25 tháng 6. Theo thông tin ban đầu, 15 giờ chiều ngày 25 tháng 6, nữ nhân viên khoa dược BTL, 39 tuổi, được tiêm vaccine mũi thứ 2. Sau khi tiêm, chị L được theo dõi sức khỏe bình thường và 4 giờ 30 phút chiều về nhà. Tại nhà, chị L cùng chơi với hai con, sức khỏe bình thường. Khoảng 20 giờ sau khi ăn cơm xong, thấy mệt, chị L đi nghỉ sớm. Một lúc sau, người nhà hỏi thăm nhưng không thấy chị L trả lời nên đến kiểm tra thì phát hiện chị đã bất động. Nữ dược sĩ được đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Giấy vào khoảng 21 giờ 37 phút. Các bác sĩ xác định chị L đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Chia sẻ với tờ báo trên, bác sĩ Thức cũng cho biết
nữ nhân viên không có bệnh nền, được khám sàng lọc kỹ trước khi tiêm chủng mũi 2. Sau khi tiêm, người này bình thường, không có triệu chứng gì. Ngay sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã mời các cơ quan chức năng vào điều tra, làm rõ nguyên nhân, đồng thời báo cáo vụ việc lên Bộ Y tế. Bác sĩ Thước thông tin. Theo nguồn tin Tiền Phong chiều ngày 30 tháng 6 xác nhận, sau khi khám nghiệm tử thi vào khoảng 14 giờ ngày 26 tháng 6, cơ quan chức năng cho biết kết quả qua khám nghiệm phát hiện hai phổi của nữ dược sĩ bị phù, có nhiều dịch bọt trong đường thở. Kết luận nguyên nhân nữ dược sĩ tử vong là do phù phổi cấp. Bị phát hiện lập khống chứng từ, hiệu trưởng và kế toán phải trả lại hơn 1,8 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, trước khi nghỉ hưu khoảng 3 tháng, hiệu trưởng cùng kế toán trường cao đẳng sư phạm CDSB Đắk Lắk đã lập 20 chứng từ khống. Bị phát hiện, hai người này buộc phải trả lại hơn 1,8 tỷ đồng. Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã báo Ủy ban Nhân dân tỉnh và gửi bản kết luận thanh tra số 73 tại trường cao đẳng sư phạm Đắk Lắk đến cơ quan đảng ủy khối để có hướng xử lý về mặt đảng theo đúng thẩm quyền. Chúng tôi đã chỉ đạo lãnh đạo nhà trường có hướng xử lý những cá nhân, tổ chức có liên quan đến vi phạm. Đối với trách nhiệm của lãnh đạo và nguyên lãnh đạo trường cao đẳng sư phạm Đắk Lắk, chúng tôi đã có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh để xử lý theo đúng thẩm quyền. Sở cũng chuyển kết luận thanh tra qua đảng ủy khối để xem xét có kiểm tra, giám sát theo điều lệ, quy định của đảng, ông Khoa nói. Kết luận số 73 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện pháp luật phòng chống tham nhũng, thực hiện quy chế đào tạo, liên kết đào tạo, quy chế tuyển sinh, thực hiện chính sách pháp luật trong công tác quản lý tài chính, ngân sách tại trường cao đẳng sư phạm Đắk Lắk. Kết luận nêu, ngày 28 tháng 10 năm 2020, ông Trần Văn Khương, phụ trách kế toán, đã lập, hoàn thành thanh toán 20 bộ hồ sơ, chứng từ khống, trong đó 10 bộ hồ sơ, chứng từ chi tiền mặt tại đơn vị, 10 bộ hồ sơ, chứng từ ủy nhiệm chi để thanh toán các nội dung, chi công tác phí, chi tiếp khách, chi hợp đồng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, chỉ mua sắm, sửa chữa với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Cả 20 chứng từ khống này đều được lập cùng ngày 28 tháng 10 năm 2020 khi ông Hòa sắp nghỉ hưu vào ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trong 20 chứng từ khống này có nội dung chi thanh toán cho cán bộ đi công tác tại Trường Đại học Huế, Đà Nẵng, chi thanh toán tiền tiếp Đại học Phú Yên, thanh toán hợp đồng cắt tỉa cây, dọn vệ sinh khuôn viên cơ sở 1, thanh toán hợp đồng mua giống cỏ lạc trồng tại khuôn viên trường. Sau khi sự việc bị phát hiện, cuối năm 2020, ông Khương và ông Nguyễn Trọng Hòa, nguyên hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm Đắk Lắk, đã nộp lại số tiền nêu trên. Trong phiếu thu tiền mặt tại trường này thể hiện, ông Hòa nộp 927 triệu đồng, ông Khương nộp 927 triệu đồng. Cũng theo kết luận thanh tra, trong quá trình thực hiện thu, chi, quản lý tài chính, tài sản trường cao đẳng sư phạm Đắk Lắk thực hiện chưa tốt theo các quy định. Cụ thể một số chứng từ, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, cơ sở vật chất, sửa chữa của đơn vị còn thiếu hoặc chưa hoàn thiện theo quy định. Quy trình thực hiện mua sắm chưa đảm bảo theo các quy định, không có đề xuất của các bộ phận chuyên môn, hợp đồng ký kết và các thủ tục liên quan không thống nhất. Ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk cho biết, căn cứ vào các khuyết điểm từ kết luận thanh tra, lãnh đạo nhà trường đang tiến hành các bước để xử lý. Kiểm điểm trách nhiệm 173 cá nhân vụ sai phạm tiền tỷ ở Gia Lai. Kính thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân các huyện La Krai và Cờ Bang đều thuộc tỉnh Gia Lai đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm 172 cá nhân liên quan đến sai phạm về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, đầu tư xây dựng. Tại huyện Ia Krai, trước đó qua thanh tra, việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí và đầu tư xây dựng giai đoạn 2017-2019, thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện nhiều sai phạm. Việc quản lý, đầu tư xây dựng có sai phạm trong khâu lập hồ sơ thiết kế, dự toán, hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán và thi công thiếu khối lượng tại 12 đơn vị.
tổng số tiền sai phạm hơn 436 triệu đồng. Đặc biệt có 20 đơn vị đã thanh toán một số chế độ phụ cấp và các khoản chi thường xuyên không đúng quy định, tổng số tiền sai phạm hơn 1 tỷ đồng. Liên quan đến sai phạm này, ngày 1 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Iagrai đã thu hồi và nộp đủ số tiền sai phạm vào ngân sách. Về kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có sai phạm, Ủy ban Nhân dân huyện Iagrai đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với một tập thể và 113 cá nhân liên quan. Tại huyện Cửa Bang, Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng đã chỉ rõ việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, đầu tư xây dựng từ năm 2017 đến năm 2020 xảy ra nhiều sai phạm. Cụ thể về quản lý thu, chi ngân sách, phòng tài chính kế hoạch huyện này cùng một số trường học đã chi thanh toán một số khoản sai quy định, không đúng định mức, chi phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi nghề, chi sai nguồn kinh phí không tự chủ với số tiền hơn 106 triệu đồng. Riêng việc quản lý đầu tư xây dựng công trình, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Cờ Bang sai phạm hơn 344 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân 11 xã sai phạm hơn 554 triệu đồng. Liên quan đến sai phạm này, mới đây, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai việc báo cáo kết quả xử lý sau thanh tra tại huyện Cờ Bang. Theo đó, về trách nhiệm liên quan đến sai phạm trên, Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Bang đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với 23 tập thể và 60 cá nhân liên quan. Hiện các đơn vị liên quan đã nộp đủ số tiền sai phạm vào ngân sách nhà nước theo quy định. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cờ Bang cho biết đã xử lý trách nhiệm những người liên quan. Huyện đã giao về các đơn vị, cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm, gửi kết quả về phòng nội vụ, huyện tổng hợp, tham mưu. Quan điểm của huyện sẽ xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm. Trường hợp nào nhẹ sẽ có thể rút kinh nghiệm, trường hợp nào cố tình sai phạm sẽ xử lý nghiêm, ông Dũng nói. Thanh Hóa, dân bức xúc vì chính quyền cấp sai đất tái định cư cao tốc Bắc Nam. Kính thưa quý vị, sau khi được cấp đất tái định cư dự án cao tốc Bắc Nam, chính quyền lại vội thu hồi khiến gia đình ông Lâm ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa bất bình. Theo phản ánh của ông Nguyễn Hữu Lâm, sinh năm 1973 ở thôn Trường Thọ, xã Tế Lợi, huyện Nông Cống cho biết, tháng 9 năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Trường Thọ thông báo cho gia đình ông và các hộ dân khác nằm trong diện bị thu hồi đất để làm đường cao tốc Bắc Nam. Ông Lâm đồng ý cho thu hồi 54m2 đất ở của gia đình trong tổng số 150m2 đất tại mặt đường quốc lộ 45. Ông được đền bù số tiền hơn 200 triệu đồng, đồng thời được xét vào diện được cấp đất tái định cư. Tháng 5 năm 2020, theo hình thức bốc thăm, ông Lâm mua được suất tái định cư tại thửa đất 276, tờ bản đồ số 20, cũng nằm ven quốc lộ 45. Hai tháng sau, ông nộp vào ngân sách số tiền 487,5 triệu đồng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với mảnh đất trên vào tháng 12 cùng năm. Đầu tháng 4 năm 2021, ông Lâm nhận được thông báo của Ủy ban Nhân dân xã Tế Lợi về quyết định hủy kết quả xét giao đất tái định cư đối với gia đình ông. Sau khi có thông báo, xã giao lại diện tích đất trên cho một hộ dân khác. Theo ông Lâm, việc thu hồi đột ngột khiến ông rất bức xúc vì thời điểm đó, chính quyền không nói lý do cụ thể, cũng không nêu phương án đền bù thiệt hại thỏa đáng cho ông. Để có tiền nộp mua suất tái định cư, tôi đã phải đi vay lãi cao. Sau đó khi được cấp đất, tôi đã chuyển nhượng cho người khác để trả nợ. Việc chính quyền đột ngột thu hồi rồi chuyển giao cho người khác khiến gia đình hết sức hoang mang, ông Lâm nói. Trao đổi về vấn đề trên, ông Đồng Minh Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nông Cống, Chủ tịch Hội đồng GPMB huyện xác định đã có sai sót trong quá trình xét duyệt cấp đất cho ông Lâm. Ông Quân lý giải, xã Tế Lợi đã xét sai tiêu chuẩn được cấp đất tái định cư đối với ông Lâm. Theo quy định, những đối tượng mất nhà ở, mất đất, diện tích đất ở còn dưới 50m2 thì mới được cấp đất. Đối với gia đình ông Lâm, sau khi thu hồi 53m2, còn lại diện tích 97m2 vẫn còn đủ điều kiện tái định cư tại chỗ, do đó không được hưởng quyền cấp đất tái định cư mới. Quá trình rà soát lại, huyện Nông Cống đã phát hiện sai sót
nên đã nhanh chóng ra quyết định hủy kết quả xét giao đất và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Lâm. Việc thu hồi diện tích đất đã cấp cho gia đình ông Lâm là đúng pháp luật. Nếu cấp sai đối tượng mà không thu hồi thì sẽ gây thiệt hại lớn cho nhà nước. Tôi đã trực tiếp xuống gặp ông Lâm hôm 25 tháng 6 để xin lỗi gia đình và nêu hướng giải quyết. Ông Quân nói và cũng thừa nhận sai trình tự khi không đối thoại, giải thích với gia đình từ tháng 3 năm 2021 trước khi ra quyết định thu hồi gây bức xúc cho họ. Ông Quân cho biết, về phương án khắc phục, nếu gia đình ông Lâm có nhu cầu tái định cư tại chỗ mới thì làm đơn đề nghị nhà nước thu hồi toàn bộ 97m2 đất còn lại của gia đình với lý do mảnh đất có hình thể méo mó, khó bố trí công trình, sau này khó sống vì không có đường vào, thì khi đó chính quyền sẽ đền bù và bố trí tái định cư địa điểm mới cho gia đình. Nếu ông Lâm không muốn, huyện sẽ thoái trả số tiền ông đã nộp vào kho bạc nhà nước, cộng cả gốc và lãi suất theo quy định. Ngoài ra, huyện đã yêu cầu hội đồng GPMB xã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân, đồng thời yêu cầu chính quyền xã Tế Lợi phát thông báo xin lỗi công dân liên tục trong 2 ngày vì để xảy ra những sai sót. Hình thức xử lý kỷ luật cụ thể thế nào? Sau khi hoàn thành bàn giao mặt bằng cho cao tốc Bắc Nam, chúng tôi sẽ xem xét. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nông Cống nói. Ông Nguyễn Hữu Lâm cho rằng sự việc đã gây xáo trộn cuộc sống của gia đình. Ông sẵn sàng chấp hành quy định, song chính quyền địa phương phải có người chịu trách nhiệm cho những sai sót đã xảy ra.